Lên kế hoạch nuôi luân trùng các bạn ơi. Con Cooper, con này là dinh dưỡng nó còn cao hơn con HT nữa các bạn. Tuy nhiên thì rất khó, vì cái này chưa ai nuôi trong cái mô hình nuôi hồ như thế này, rất khó các bạn. Trong gai nhiều, sắp tới mình sẽ đón nhận những cái khó khăn rất lớn các bạn. Hy vọng là mình thành công. Bây giờ mình có hai cái hướng mà lợi nhuận từ con này, thì nếu mà được thì mới là nuôi mà đạt số lượng thì mới kiếm tiền được, mà cũng khó lắm. Thứ hai thì mình làm để triển khai, để nhân rộng, để cho bà con có cái để bà con nhân sinh khối ở các cái ao xử lý thôi. Nếu bà con nuôi với quy trình là không có hóa chất thì nuôi con này được, và các bạn cấp ao nuôi thì nó sẽ nhân sinh khối tốt. Còn nuôi trong hồ như thế này thật sự là rất khó. Để có cái sản lượng đó thì rất là khó. Mình tìm hiểu một ít thông tin thì thấy cũng hơi khó đó các bạn. Thì có lẽ là mình chỉ là lấy nó để làm cái, để bán cái khác thôi. Ví dụ như bán con giống hay bán cái sản phẩm thủy sản, vi sinh hay này kia nọ thôi, để tìm kiếm khách hàng thôi, chứ lợi nhuận từ con này hơi bị khó khăn. Và mình sẽ đón nhận những cái khó khăn sắp tới. Mong anh em ủng hộ mình ha nè. Ủng hộ mình để mình cố gắng vượt qua cái lúc ban đầu này.